Cú dẫn người của Fernando Torres qua Philipp Lahm, cú phạt trích mũi giày của tiền đạo người Tây Ban Nha qua Jean Lehmann đã đập tan hy vọng lên ngôi tại chung kết Euro 2008 của những cỗ xe tăng. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình cho cặp đấu đầy duyên nợ này. Ngày 29 tháng 6 năm 2008, bước ra từng đường hầm sân vận động Eindhoven ở thủ đô Viên của nước Áo dưới những tràng pháo tay không ngớt của hàng vạn cổ động viên. Tây Ban Nha và Đức chỉ còn cách trước vô địch Euro thêm 90 phút nữa. Đối với Tây Ban Nha, nếu chiến thắng, họ sẽ có lần thứ hai đứng trên đỉnh cao nhất của châu Âu. Còn với tuyển Đức, tất cả người hâm mộ nước này đã kỳ vọng vào cái kết đẹp cho biểu tượng lớn của bóng đá Đức trong thập niên 2000, Michael Ballack. Bước vào trận chung kết, La Roja là đội bóng được đánh giá nhìn hơn cả về lực lượng lẫn phong độ. Dù cho đội tuyển Đức đã nhập cuộc đầy quyết tâm, sớm có cơ hội và nỗ lực kiếm bàn tới phút cuối, nhưng chừng đó là không đủ để bù lấp cho khoảng cách về trình độ giữa hai bên trong cuộc so tài chung kết năm ấy. Đội bóng áo đỏ nhanh chóng giành lại quyền chủ động sau ít phút đầu để đối thủ chơi nhanh nhờ kỹ thuật cá nhân siêu hạng của các tiền vệ. Cự ly đội hình hợp lý cùng sự hài hòa giữa công và thủ, Tây Ban Nha chính xác biến hóa trong các miếng tổ chức hãm thành và bàn thắng của Fernando Torres đến như một hệ quả tất yếu. Torres nói sau khi vô địch, công lý đã được thực thi bởi vì đội bóng chơi thứ bóng đá hay hơn, đội bóng hay nhất trong suốt giải đã đăng quang, trước khi nhấn mạnh Lahm đã quá chủ quan trong tình huống dẫn tới bàn duy nhất của trận đấu. Kết thúc 90 phút so tài, các tuyển thủ Tây Ban Nha cuốn ông già Aragonés, chiến lược gia nhiều tuổi nhất tại Euro 2008 vào vòng xoáy ăn mừng rực màu đỏ. Nhà hiện triết Aragonés nhận thấy điểm yếu về thể chất của cầu thủ Tây Ban Nha, ông đã chọn lối chơi mang tên Tiki-Taka, một hệ thống chuyền bóng ngắn mà sau đó cũng sẽ được đồng nhất với lối chơi của Barcelona và trở thành cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tất cả như cuồng say, sau nhiều năm liền mang tiếng học tài thi phận khi Tây Ban Nha đấu vòng loại tốt nhưng thường sớm chia tay các vòng chung kết các giải đấu lớn. Trong khi đó, nhà cầm quân trẻ Joachim Löw không thể giấu được nỗi buồn. Dù với phong độ thể hiện tại giải đấu năm ấy thì việc Đức trở thành Á quân Euro 2008 đã là một thành công. Còn Ballack, một lần nữa anh phải ôm nỗi đau của một ngôi sao chuyên về nhỉ. Nếu không phải vì Enroha, tuyển Đức có lẽ đã không phải chờ đợi tới World Cup 2014 để có được danh hiệu lớn đầu tiên sau khi lên ngôi tại Euro năm 1996. Không giống những cặp đấu duyên nợ mang thù địch từ địa chính trị lẫn lịch sử vào sân bóng như là Đức-Anh, Đức-Hà Lan, Argentina-Anh hay là Argentina-Brazil, xung đột lớn nhất giữa hai nền bóng đá Đức và Tây Ban Nha chỉ gói gọn trong sân cỏ. Lần đầu tiên Đức và Tây Ban Nha gặp nhau tại một giải đấu lớn là lượt cuối cùng vòng bảng World Cup 1966 tại Anh. Vào ngày 20 tháng 7, cách đây 55 năm trên sân Villa Park ở thành phố Birmingham, Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước Tây Đức nhờ pha đỡ ngực rồi ra chân cận thành của Josep Maria Fuste ở phút thứ 23. Nhưng đến phút 39, đội bóng xứ sở đấu bò lại bị gỡ hòa khi để Lothar Emmerich sút góc hẹp ở cánh trái xé lưới của thủ thành Jose Iribar. Chưa dừng lại ở đó, 6 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 khép lại, Uwe Seller chớp thời cơ trong vòng cấm của Tây Ban Nha để ra chân ấn định mà lội ngược dòng 2-1 cho Tây Đức để đưa họ cùng Argentina vào tứ kết, còn Tây Ban Nha thua ngược và cay đắng, nối gót Thụy Sĩ bị loại. Tới World Cup 1982 khi Tây Ban Nha là chủ nhà, họ đụng độ Tây Đức tại bảng B ở vòng đấu bảng thứ 2 và thua 1-2. Kết quả đó khiến La Roja cùng Anh phải nhìn những cỗ xe tăng giành vé duy nhất ở bảng đấu này tiến vào bán kết. Hai năm sau, vòng đấu bảng thứ 2 của Euro 1984 tại Pháp, Tây Ban Nha đã trả thù ngọt ngào bằng thắng lợi 1-0 trước Tây Đức nhờ cú đánh đầu chính xác của Antonio Maqueda đúng phút 90 để giật tấm vé vào bán kết từ tay đối thủ này. Tới vòng bảng Euro 1988 tại Đức, đội chủ nhà Tây Đức đã thắng đẹp Tây Ban Nha 2-0 nhờ cú đúp của huyền thoại Rudi Völler giúp họ cùng Italia đi tiếp vào vòng bán kết. Đến vòng bảng World Cup 1994, Tây Ban Nha lại dẫn trước Đức nhờ pha tạt bóng từ cánh phải của Jonadoni Huesca xoáy thẳng vào góc lưới đối thủ ngay phút thứ 14. Nhưng 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, huyền thoại Jürgen Klinsmann đã có cú đánh đầu chính xác ấn định kết quả hòa 1 đều, giúp cả hai đội đều đi tiếp. Tây Ban Nha và Đức từng chạm mặt nhau tới 7 lần ở các vòng chung kết World Cup cũng như Euro, nhưng phải tới giai đoạn cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, sự căng thẳng giữa hai nền bóng đá này mới lên đến đỉnh điểm. Trước năm 2008, Tây Ban Nha không có cửa so với Đức ở bất kỳ một sân chơi nào. Song mọi thứ thay đổi với cột mốc Euro 2008 và lên đỉnh điểm vào mùa hè Nam Phi 2 năm sau đó. Lần này, hai đội gặp nhau tại trận bán kết World Cup 2010. Tuyển Đức lúc này ra mắt một loạt nhân tố mới như Thomas Müller, Mesut Özil, Sami Khedira, Manuel Neuer với mục tiêu lên ngôi vô địch và trả món nợ mà họ đã vay Tây Ban Nha 2 năm về trước. Phút 73, quả phạt góc của Xavi đưa bóng đến đúng tầm tranh chấp của Puyol. Trung vệ của Barcelona chỉ cao 1m78 nhưng đã bật cao hơn tất cả đánh đầu dũng mãnh hạ thủ môn Neuer.
đem về chiến thắng tối thiểu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Bàn thắng này giúp họ lần đầu tiên được vào chơi ở một trận chung kết World Cup và La Roja cũng giành luôn chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Ở trên sân, các cầu thủ Đức cục ngã, họ đến với trận bán kết với một thành tích vô cùng ấn tượng. Cỗ xe tăng lần lượt đè bẹp hai đội tuyển mạnh là Anh và Argentina trước khi chạm trán với Tây Ban Nha ở trận bán kết. Họ có cho mình một dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, sẵn sàng tỏa sáng và khát khao thể hiện bản thân. Nhưng để rồi một lần nữa, không thể vượt qua được đối thủ đầy khó chịu này. Trên khán đài, người hâm mộ của những cỗ xe tăng lộ rõ vẻ thất vọng, đội tuyển của họ một lần nữa chịu thất bại trước đoàn quân áo đỏ. Huấn luyện viên Del Bosque đã khiến tất cả phải nề phục với cách sắp xếp đội hình, chọn chiến thuật và cả cách ông đẩy tinh thần thi đấu của các học trò lên tột đỉnh trong cuộc quyết đấu. Dù cho Tây Ban Nha không được đánh giá cao bằng Đức trong hành trình đến với trận bán kết, sức mạnh của Tây Ban Nha thậm chí bị chính người nhà nghi ngờ. Huấn luyện viên Aragonés, người đưa Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu cách đây 2 năm cho rằng Del Bosque chưa biết cách khơi dậy tinh thần chiến đấu của những học trò vốn đang có dấu hiệu chứng lại sau cuộc chinh phục Euro 2008. Hai lần tuyển Đức đối đầu với Tây Ban Nha tại các trận đấu quan trọng là hai lần họ phải chứng kiến La Roja làm nên lịch sử. Ở trận chung kết Euro 2008, Tây Ban Nha trở thành đội bóng thứ hai vô địch khi toàn thắng tất cả các trận đấu. Còn ở World Cup 2010, chức vô địch tại Nam Phi đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển của quốc gia này đứng trên đỉnh thế giới. Điều đó như sát muối thêm vào vết thương vốn đã rất đau đớn với cổ viên của những cỗ xe tăng. Và mới đây thôi, tại Nations League 2020, tuyển Đức tiếp tục thảm bại 6-0 trước Tây Ban Nha. Màn trình diễn của đội tuyển Đức không có một chút sức mạnh, không sức cũng như ý thức phản kháng và không có bất kỳ một cơ hội gì trong trận đấu tại Sevilla. Trận đấu mà Joachim Löw không những gây ra nỗi thất vọng lớn lao mà nguy hiểm hơn đối với bóng đá Đức chính là ông đã thể hiện toàn diện của sự bất lực. Ta có thể thấy rằng Tây Ban Nha luôn là đối thủ cản đường tuyển Đức tới với những vinh quang trong quá khứ, thậm chí trở thành địch thủ khó nhằn nhất của Diamant Trap. Đội tuyển Đức giờ đây đang được thổi một luồng gió mới dưới bàn tay của huấn luyện viên Hansi Flick. Từ sau chức vô địch World Cup 2014, quãng thời gian sau đó của nền bóng đá quốc gia này không có thêm gì nổi bật cả. Mục tiêu trả thù La Roja là điều mà người hâm mộ mong chờ. Nhưng quan trọng hơn, vô địch một giải đấu mới là mục tiêu cao nhất mà họ hướng đến. Còn Tây Ban Nha, sau quãng thời gian thống trị châu Âu với một lứa cầu thủ ở thế hệ vàng, đội bóng áo đỏ bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ không mấy thành công và nhiệm vụ của Luis Enrique không thể khác được là đưa đội tuyển quốc gia này đi tìm lại ánh hào quang trong quá khứ. Họ muốn đè bẹp các đối thủ, sẵn sàng gieo sầu tiếp cho tuyển Đức và trên hết là một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới.